Xin chào các cô bác anh chị. Hôm nay Ngô Lụa muốn có đôi dòng tâm sự về một người dì trong gia đình của tôi. Dì tôi là con thứ ba trong một gia đình có 6 chị em. Mẹ tôi là lớn nhất trong nhà, đến cậu lớn của tôi, rồi đến dì Xoáy, rồi đến dì. Dì tên là dì Ngân, dưới dì là dì Phước, rồi đến cậu Út, cậu Hưng của tôi. Mất chồng từ năm dì còn quá trẻ, cái tuổi 22, nếu như bây giờ thì còn phải mải học hành, mải chơi. Nhưng chồng mất, dì đã gắng gượng để nuôi hai con, một con 3 tuổi và một con mới sinh ra. Cuộc sống có biết bao vất vả, lo toan, bon chen, rình rập. Nhưng với sự nhanh nhẹn, chịu khó, dì tôi đã đứng vững giữa cuộc đời, gồng mình để nuôi dạy con cái lớn khôn với biết bao những hy sinh vất vả. Ngày cậu em đi vào miền Nam công tác những năm còn chiến tranh, dì tiễn con đi trong nước mắt, nhưng vẫn gượng cười để con yên tâm lên đường. Khi con trở về, dì lại một tay lo việc hôn lễ cho con chu toàn. Rồi thương cháu, dì ở cùng cháu, dành tình cảm yêu thương cho cháu, bà cháu sớm tối bên nhau. Nhớ ngày nào, tôi và đứa em con cậu thường đến dì chơi vài hôm mới về. Đêm đến, tự nhiên nhớ nhà, chúng tôi khóc ầm ĩ, khóc òa lên. Dì lại phải dỗ dành mãi. Dì vốn là người chăm chỉ, chịu khó, dù lắng mưa vẫn chỉ biết làm và làm. Mùng 6 Tết, dù tuổi đã ngoài 80, nhưng dì vẫn lội ruộng cấy lúa. Có lúc còn đeo bình phun thuốc sâu, có lúc thì gánh cả đôi quang thùng để tưới rau sau vườn. Vất vả nhiều rồi cũng được đền đáp. Năm nay ở tuổi 86, dì được tận hưởng tuổi già với ngôi nhà thật khang trang, thật đẹp. Dì thật xứng đáng được hưởng mà. Con chúc dì luôn luôn mạnh khỏe, để dì sống vui, sống khỏe quãng đời còn lại bên con cháu trong ngôi nhà hạnh phúc này ạ. Con xin chào dì.